Quanh đi quẩn lại mấy cái đồ ăn yêu thích, xong rồi cái cách hướng dẫn cái cách bóc thì thế này nhá. Khi mà bóc những hộp bánh này, mọi người tìm cái đường mà tức là trong những cái hộp bánh này, nhìn này, nó sẽ có một cái cạnh mà nó có cái đường răng cưa khế khía này này đấy, mọi người nhìn thấy không? Đây là cái đường mà răng cưa khế khía này này đấy. Bắt đầu các bạn cầm này nhá, nặt cái này lên, đây chính chính là nó ở cạnh nào đấy đấy, thì là bắt đầu là các bạn cứ kéo thế này đi, đây là chính là cái là dùng được kéo đi đấy, thế là bắt đầu là mở nó ra này. Này đấy, mở nó ra này này đấy, thế xong bắt đầu là trong này nó sẽ có những gói nhỏ, thì lấy những gói nhỏ này ra, thì một gói là nhỏ là như này nhé. Và các bạn sẽ dùng, đây là mình đang, các bạn dùng hai tay thì nó dễ hơn, đây là mình cầm một tay quay điện thoại. Các bạn sẽ nhân lên như này, xong là các bạn đây nhá, như nào nhỉ, các bạn nhìn nữa như này nhé, các bạn có thể dùng dao cắt hoặc các bạn có thể dùng lực này nhân này ra này, xong cái cạnh này này xé vào đây này đấy, xé vào đây này. Cái loại này nó rắc vừng, nhưng mà mọi người không muốn ăn vừng thì là có thể dùng mua cái loại bánh cái loại dài rắc dừa, mọi người không thích thì có thể là dùng mua cái loại bánh xe chocopie không rắc dừa thì như này này. Xong rồi khi xem phim, khi ngồi chơi đấy thì rảnh rảnh thì cứ ăn như này.